Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái món chè vô cùng ngon và dễ làm. Đó chính là món chè khoai mì nước cốt dừa, được nấu từ đường thốt nốt thơm ngon. Với cái nấu này thì rất đơn giản, khoai mì thì cũng không có mắc tiền nữa các bạn. Thì mình đã có một cái món chè ngon rồi. Đầu tiên ở đây mình sẽ có là 1 kg khoai mì. Khi mà mình đã lột vỏ sơ chế rồi thì mình cân lại là 1 kg nha các bạn. Lá dứa thì mình sử dụng 3 lá to. Ở đây thì mình cũng đã sơ chế rửa sạch và cắt ra khúc như thế này. Tiếp theo ở đây mình sẽ có là 50g bột năng, 1 muỗng rưỡi canh bột nếp và thêm một ít mè rang. Mè rang này á thì mình đã rang sẵn rồi nha các bạn. Khi mua về mình rang lên thấy nó thơm thơm là được. Muối mình sử dụng 1/4 muỗng cà phê. Đường, cái này là mình sử dụng đường thốt nốt chảy nha các bạn. Và mình ở đây có 350g, tùy theo là các bạn thích ngọt hay là không ngọt mình gia giảm nha. Để cho món chè mình được béo ngon thì ở đây mình sử dụng là 800ml nước cốt dừa. Và mình vắt ra từ là 700g cơm dừa nha các bạn. Thì như vậy cái món chè mình nó sẽ được thơm và béo ngon hơn. Bây giờ mình sẽ đi cắt khúc ra những cái phần khoai mì này. Tại vì ở nhà mình có cái máy để mà bào ra luôn, cái máy ép á các bạn. Cho nên là mình cắt ra để dễ làm. Còn ở nhà mình sử dụng bằng cái bàn bào thì mình không có cần mà mình cắt ra ha. Mình để nguyên củ như vậy rồi mình bào luôn. Ở giữa nó có những cái sợi chỉ thì mình lấy ra. Rồi mình cắt ra như thế này. Đây thì mình cho vô máy ép, mình ép nha các bạn. Và sát một bên và nước nó nằm cũng một bên luôn. Các bạn cũng có thể xay bằng cối xay sinh tố. Và mình cho vào một ít nước rồi các bạn xay mịn ra. Sau đó thì mình vắt khô là được. Cái máy này thì nó rất là ồn luôn các bạn, nhưng mà xay rất là tốt luôn. Xay mịn lắm luôn và nó tách cái phần nước ra nữa các bạn. Máy này thì mình cũng mua rất là lâu rồi, 5-6 năm rồi. Đó, các bạn thấy là cái phần nước nó ra một bên như thế này nè. Khi mà mình đã ép xong rồi đó các bạn, mình sẽ thu được cái phần khoai mì như thế này. Thì cái độ vắt nước nó cũng không có kiệt mấy, cho nên là mình sẽ cho vào cái túi vải mình vắt lại cho nó thật là khô nha các bạn. Và các bạn cũng nhớ là cái phần nước hồi nãy mình không bỏ nha. Mình sẽ để yên một chỗ để cho cái phần bột ở bên dưới nó lắng xuống, thì mình sẽ lấy cái phần bột đó, mình không bỏ nha các bạn. Khi mà mình đã để một chút thời gian, các bạn sẽ thấy là phần tinh bột sẽ nằm bên dưới và phần nước nó sẽ nằm bên trên như thế này. Thì mình sẽ chắc nó ra. Và phần nước này không sử dụng nha các bạn. Mình chỉ lấy phần tinh bột này thôi. Mình bào nó bằng máy ép cho nên là nó sẽ nhiều tinh bột hơn là mình bào bằng bàn bào đó các bạn. Rồi mình sử dụng hết cái phần tinh bột này cho chung vào với lại khoai mì nha. Rồi mình cho bột năng vào và cả phần tinh bột này vô luôn. Tinh bột này thì nó cũng là bột năng đó các bạn. Cho nên là khi mà mình làm á, đừng có cho bột năng nhiều quá. Cho nhiều là viên chè mình nó sẽ bị cứng và không có được ngon. Tiếp tục mình cho vô đây là 100ml nước cốt dừa. Sau đó mình sẽ trộn lên. Bột năng này thì có nơi gọi là bột mì khoảnh, bột mì tinh. Đó, nó rất là nhiều tên gọi luôn các bạn. Ngày xưa thì mình cứ nghĩ là bột năng thì nó sẽ làm từ củ năng. Không phải nha các bạn. Bột năng là từ củ khoai mì á. Rồi mình trộn lên rồi sau đó thì mình sẽ nhồi các bạn. Mình lấy cái tay á, mình bóp cho nó được đều hơn. Rồi mình lấy tay đó, mình bóp, mình nhồi, mình bóp, mình nhồi cho nó đều cái phần bột và nước cốt dừa. Thơm lắm các bạn. Cái mùi nước cốt dừa béo và rất là thơm. Rồi á, khi mà mình nhồi được nó mịn rồi nè, nó hòa quyện hết rồi thì bây giờ mình sẽ đi vo viên luôn. Mình lấy một ít như thế này rồi mình vo viên ha.
một cái viên như này á, thì cỡ bằng cái viên chè ỉ hoặc là bự hơn chút xíu cũng được. Đó, và viên tròn như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho vô cái rổ này luôn. Để một hồi nữa mình đem hấp luôn nha các bạn. Rồi, cứ như thế thì mình làm hết cái phần còn lại y như vậy ha các bạn. Ở đây thì mình canh á, những cái viên nó vừa vừa cho nó bằng nhau thì những viên chè nó sẽ được đẹp hơn. Sau khi đã làm xong hết rồi, bây giờ mình sẽ đem đi hấp luôn nha. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi ùn ụt luôn nha các bạn. Rồi mình cho vô hấp. Mình sẽ hấp trong vòng là 40 phút. Tùy theo là cái bếp khác nhau và cái nhiệt khác nhau cho nên là các bạn cứ việc hấp đi. Rồi mình kiểm tra ha. Rồi khi mà mình hấp đủ thời gian, các bạn sẽ thấy là những viên chè của mình nó sẽ trong. Nó trong lại như vậy mà mình có thể lấy ra một cái viên để mà mình cắt nó ra coi là nó chín hay chưa. Nếu mà nó chín thì nó sẽ có một cái màu trong trong, không có bị đục nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra luôn. Tiếp tục thì mình đã cho cái phần 700 ml nước cốt dừa còn lại mình cho vô nồi và tiếp theo mình sẽ cho đường thốt nốt vào. Đường thốt nốt thì các bạn có thể sử dụng viên cũng được nha, tại vì mình có đường nào thì mình sử dụng đường đó nha các bạn. Tiếp theo 1/4 muỗng cà phê muối mình cho vào. Rồi mình sẽ khuấy tan ra. Đường thốt nốt thì nó sẽ lên một cái màu đẹp mà cái mùi nó cũng thơm nữa các bạn. Ở đây là bột nếp mình cho vô. Các bạn cho vô cái việc khuấy ra đi thì nó sẽ tan ra nha, chứ nó không có bị ốc trâu đâu. Bột nếp sẽ giúp cho cái phần nước cốt dừa của mình nó sánh sánh chứ không có bị lỏng nha các bạn. Nó mình khuấy một hồi thì nó sẽ tan ra hết luôn. Bây giờ thì cái phần nước đường của mình nó đã chuẩn bị sôi rồi đó các bạn. Mình sẽ cho cái lá dứa vô. Cái màu nó đẹp ghê luôn. Thơm lắm luôn các bạn. Đó, bây giờ nó hơi sánh sánh nè. Cái phần nước sánh nhẹ thôi, chứ không phải là sánh đặc quẹo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần những viên chè vô. Đó, những viên chè khoai mì của mình nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ quậy nó ra cho nó, tại vì để nguội một chút nó sẽ bị dính lại đó các bạn. Rồi khi mà mình nấu nó sôi trở lại là được nha, tại vì những viên chè thì nó cũng đã chín rồi. Nó sôi như vậy á thì mình tắt bếp luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái chè ra chén nha. Đó, các bạn thấy những viên chè mình canh á, mình vo viên cho nó đều đều thì nhìn nó sẽ được đẹp hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên đây là một ít mè rang nha các bạn. Mè rang cho vô thì ăn nó được thơm thơm. Còn ở nhà mình không có thì thôi mình khỏi để cũng được, không sao hết nha. Như vậy là đã xong cái món chè, khoai mì, nước cốt dừa, một cái mùi thơm của đường thốt nốt rất là ngon luôn. Với cái nấu đơn giản thôi thì mình đã có một cái món chè ngon đãi cả nhà rồi ha các bạn. Đây các bạn coi viên chè của mình nè. Một cái màu vàng óng ánh luôn. Để bây giờ mình sẽ cắn thử một miếng và cho các bạn coi ở bên trong nó sẽ như thế nào ha. Viên chè dẻo mềm chứ không hề bị cứng luôn các bạn. Bên trong thì nó sẽ có một cái màu trắng hơi trong trong như thế này nè. Thì là viên chè mình nó đã chín. Còn nếu mà nó có một cái màu trắng đục á là nó chưa chín nha. Rồi video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha.